cánh đồng mía xã Easo, huyện Eaka, một trong những nơi vùng sâu vùng xa nhất của tỉnh Đắk Lắk, hầu như nhà nào ở đây cũng có ít nhất 1 hecta mía. Niên vụ này, trừ mọi chi phí, bà con lãi hơn 40 triệu đồng 1 hecta, cao hơn vụ trước khoảng 10%. Không khí thu hoạch rất phấn khởi. Thời điểm mà 2 năm nay là nhà máy lúc nào cũng mua cao hơn giá bảo hiểm, là hiện tại là mua giá 1.050 đồng. Chính sách bảo hiểm cho cây mía được thực hiện hơn 2 năm nay. Điều này tạo động lực cho hàng chục ngàn nông dân tỉnh Đắk Lắk mạnh dạn chuyển nhiều diện tích đất sang trồng mía. Mía trở thành cây thoát nghèo nhanh, bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cho dù cái biến động thị trường mà giá đường có xuống thấp, theo đó giá mía thấp, thì chúng tôi cũng phải cam kết đối với người nông dân từ hòa vốn đến có lãi. Nhưng mà về thực tế thì luôn luôn là cái giá mua là luôn cao hơn cái giá mua bảo hiểm. Tại mỗi trạm nguyên liệu, có 20 chiếc xe tải ra vào mỗi ngày, chở 500 tấn mía đi tiêu thụ. Niềm vui là nông dân không phải lo phí vận chuyển, bởi nhà máy cũng đã bảo hiểm chi phí này. Việc của nông dân là chỉ cần tập trung sản xuất mía đạt chữ đường thật tốt theo hướng dẫn. Bảo hiểm cho cây mía không chỉ bảo hiểm về giá mua, hàng chục ngàn lao động địa phương được giải quyết việc làm ổn định bởi có những nhà máy đường quy mô lớn đóng trên địa bàn. Nông dân Đắk Lắk yên tâm giữ cây mía làm sinh kế, dù nguyên liệu mía ngày càng mở rộng và nhà máy cũng sẽ không sợ rơi vào cảnh thiếu nguyên liệu sản xuất.